là một ít khô bò. Đây là con đường Sư Bằng Thành các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức món bánh tráng nướng khổng lồ. Phía dưới kia là đường Dĩ Thanh. Bên hướng này là hướng ra đường 3 tháng 2 các bạn. Cái tiệm bán vỉa hè thôi, gần chung cư Ngô Gia Tự các bạn, dưới chung cư Ngô Gia Tự. Chúng ta cùng vào xem nơi thế nào. Đây là quán bánh tráng nướng khổng lồ có 10 thôi các bạn. Không gian nhỏ hẹp thôi, chúng ta cùng vào bên trong xem cô làm những cái món bánh nướng này như thế nào. Cô Mười, cái này là bánh tráng nhỏ hả cô Mười? Cô Mười gồm có những cái thành phần gì trong đó cô Mười ha? Gồm có trứng gà nè. Cái trắng là thịt bằm hả cô Mười? Thịt bằm và một ít hành tắc. Ruốc hả cô? Chứ gì nữa cô ha? Cái bánh tráng này mình nướng bao lâu thì chín cô Mười? Khoảng bao lâu theo cô nhìn nhận từ xưa giờ? Đúng thì do trình mới để nửa pha thấm rồi nó lẹ. Cái cô Mười mới bỏ vào là cái gì vậy cô Mười? Rút hả? Cô Mười, một cái bánh tráng khổng lồ này mình bỏ bao nhiêu xúc xích rồi cô Mười? Cây. Một cây luôn. Là khi nào nó chín bánh tráng mình nó bỏ nó ở trên thôi đúng không ạ? Cái bánh tráng nhỏ thì mình bỏ một cái trứng thì nó căng lắm, bỏ luôn cái cô Mười thôi. Nào bỏ nào. Cái bánh tráng lớn này mình bỏ bao nhiêu cái trứng? Một trứng, hai trứng. Thì khách nó yêu cầu hay sao? Cô học thì bánh tráng này ở đâu cô Mười? Cái bánh tráng này là mình đang ở đâu? Cô Mười có thấy bánh tráng là nó nhỏ nhỏ mà sao cô bánh tráng nó to? Tại sao mình lại suy nghĩ ra mình bán bánh tráng to với cô Mười? Tôi nghĩ mình bán cho nó lạ. Thì ví dụ lúc mình lúc đầu mình bán thì khách người ta có tiếp nhận hay người ta chờ đón luôn. Cô Mười, ngày mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ cô Mười? 5 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Ngày cô bán khoảng bao nhiêu tất cả bao nhiêu bán trái? Một ngày bán khoảng 40 cái nha các bạn. Lớn nhỏ luôn hả cô Mười? Không, lớn thì khá. Cái bánh tráng lớn thì có người đặt mình muốn nướng đúng không? Còn mình nướng này mình để ra phía ngoài đây mình chào khách này luôn. Có cái đó là mẫu. Đây mới nướng. Mình để mẫu cho khách người ta thích thì người ta mua đúng không? Cô Mười đang làm một bánh tráng khổng lồ. Trong cái bánh tráng lớn nhiều ăn không giống như bánh tráng nhỏ không? Chi khác là nó to. Cô Mười, cái này là hành phi hả cô Mười? Có hành lá, mỡ hành đó. Mỡ hành. Mày có bán không bao nhiêu cái? 4-5 cái. Một ngày có 4-5 cái. Một ngày bán. Ý là mấy bánh tráng bánh nhỏ nhỏ nữa. Bánh tráng này thì bánh tráng nó bự.
trước quán. Rồi có nước tích, bánh tráng và bánh gia vị. Này một người ăn một cái là no không của mình? Hay là theo người ăn? Tùy theo người. Thường thường khách vào đây thì gọi mấy cái của mình, đi một hai người á. Một người kia ăn một cái, hai ba người hai cái. Để chừng á. Rồi đây đã hoàn thành thêm hoàn thành xong một cái bánh tráng nướng khổng lồ các bạn. Nướng bao lâu thì tráng khổng lồ nó chín được? Cái này nướng khoảng 3 tới 5 phút, tùy tùy theo. Lâu hơn bánh tráng nhỏ. Lâu hơn bánh tráng nhỏ khoảng 2 phút. Cái này cắt ra giống như pizza vậy hay gì? Cô Mười gọi là pizza Việt Nam đấy hả? Đúng không? Con thấy ngồi cái bảng kia kìa. Cô Mười rất là kiệm lời nha. Bánh tráng của Mười rất là... Cái này thường thường cô Mười cắt thành bao nhiêu miếng cô Mười? Cái lúc là cắt nhiều lắm. Có lúc cắt bất bự, nhỏ đó. À, nhưng mà con thấy 7 miếng. Đây là những gia vị của cô Mười đây các bạn. Cái này là gì đây cô Mười? Khô bò. Đây là khô bò các bạn. Đây, khô bò và xúc xích và tôm hộp đây. Còn cái này là ruốc hả cô? Hai con có thích ăn ở đây không? Một ngày con ăn một cái không? Một ngày con ăn một cái không? Hai em muốn hai cái không? Đây là quán cô bán vỉa hè các bạn. Bánh tráng nướng Hương Lê, có một quán duy nhất ở đây thôi là bán bánh tráng nướng khổng lồ. Cái hộp thịt là hộp gì của mọi người? Latte. Latte. Bạn rất là hợp vệ sinh nha các bạn. Đây là bơ. Bơ để quét lên bánh tráng trước nè của mọi người. Và ở đây là thịt bò. Đây gần hết rồi cho nên chỉ còn một xíu thôi. Và mở hành. Một ngày mình làm đầy cái nắp này không cô? Đầy luôn hả? Còn phô mai là sao cô Mười? Phô mai là mình bỏ trên bánh tráng không hả? Cô Mười lấy lá chuối để cho nó giữ nóng rồi đây. Cho nó đừng dính giấy. Nó đừng dính giấy mà nó giữ nóng được một xíu đúng không cô Mười ha? Bánh tráng mà đem về thì cô Mười kẹp cho lá chuối để cho giữ được từ nóng.
không quay mới. Không quay nữa. Ăn thử đi. Ăn thử là nó sẽ lên hình. Không, không quay. Đây là menu của quán Phương Mười các bạn. Đây. Có hai loại là đặc biệt, một là xúc xích phô mai thịt mỏng 20.000 các bạn. Loại hai là xúc xích phô mai pate thịt mỏng 22.000. Bánh tráng nướng khổng lồ đây là 35 cm, số tiền là 35.000 luôn. Rồi sao anh biết quán này mà anh tới anh? Thì tôi thấy trên mạng một số bạn bè nó giới thiệu, nó kháo nhau là quán này có bánh tráng rất là to, ngon. Hôm nay tôi tới tôi ăn thử cho biết. Đây là địa chỉ ở đâu anh hả? Đây là nằm số 242 Sư Vạn Hạnh, cái đồng gấp ngay chỗ chung cư Ngô Gia Tự. Bên quán chè mâm á, chè mâm nổi tiếng, sinh viên là ai nói tới chè mâm nhà ai cũng biết. Tôi sẽ ăn thử bánh tráng nướng ở đây để xem nó có vị, nó có khác gì so với những bánh tráng nướng ở chỗ khác hay không. Bánh tráng nướng ở đây nó to nó dày hơn những bánh tráng khác, nhưng mà nướng khi nướng lên này chín rất là đều, trứng kèm với xúc xích thì ăn rất là mềm thơm, rất là ngon. Sau này anh có quảng cáo hay là giới thiệu bạn bè anh tới ăn không? Sau đợt này anh sẽ nói bạn bè thôi, mỗi khi mà muốn ăn bánh tráng thì cái vị của bánh tráng này là cô Mười đặt ở dưới Củ Chi á, cái cô đó cũng chán bằng tay, em đi ăn chỗ khác chúng ta sẽ chán bằng ái. Ngày em quay em nói gì chứ con mình nói nhiều không đủ tôi. Nãy giờ dính gì hết rồi mà ngại. Bánh tráng nướng Đà Lạt á. Thật sự cái bánh tráng nướng Đà Lạt á là mình thường thấy là nó nhỏ, cho nên là mình thấy là nhiều người thích ăn thì sẽ thấy là ăn không có đủ, mà ăn hai cái thì nó hơi bị nhiều. Cho nên là mình nghĩ là làm cái bánh tráng to thật to để nếu mà người nào mà thích ăn thì người ta có thể ăn hết một cái luôn. Đó rồi xong rồi cái này là mình đặt ở dưới Củ Chi á. Có một cái cô kia cô chán máy bằng tay ở dưới Củ Chi là cắt gò bằng.